vâng. Lý Trung xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú và anh chị. Đầu video thì cũng cho phép Lê Trung xin kính chúc cho toàn thể quý ông bà, cô chú anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Thì quý ông bà, cô chú anh chị ơi, để tiếp nối với những cái video mà Lê Trung chia sẻ đến quý ông bà, cô chú anh chị của mình về những cái câu chuyện tâm linh, về những cái căn nhà quan, về những cái khu rừng, về những cái khu nghĩa địa có vong linh, vong quỷ, yêu quái, yêu tinh đang trú ẩn để tu luyện cả nhà. Thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục chia sẻ đến quý ông bà, cô chú anh chị của mình thêm một cái video nữa. Thì ở trên cái video ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục quay trở lại cái căn nhà quan mà cách đây vài hôm thì Lê Trung có đến đây một lần nữa cả nhà. Thì Lê Trung đến đây có gặp một cái vong linh nữ. Thì cái vị vong linh nữ này nhìn thoạt đầu thì cũng thấy khá là hung dữ, nhưng mà thật sự ra thì nhờ sau khi giao tiếp với cô á thì cũng thấy cô có cái tính tình cũng khá là dễ thương. Nhưng mà do gì là cô đang thèm, rất là thèm cái món tôm luộc và thịt luộc, do là từ lúc mà cô mất tới nay thì cô cũng chỉ dùng được cái hai cái món này thôi đó, cho nên là cô rất là thèm, rất là đói. Vì vậy là cô cũng có xin Lê Trung á là cho cô được một phần ăn như vậy để giúp cho cô được no lòng ấm dạ, thì cô mới chịu giao tiếp với Lê Trung. Thì cái đó là một cái mình gọi là một cái yêu cầu cũng nói chung là cũng vừa phải đối với cái vị vong linh này đối với Lê Trung thôi. Nói chung là vong linh nào cũng vậy, do họ là cũng đói khát lâu ngày quá cho nên là họ mới sanh ra cái việc là xin xỏ, rồi sinh ra cái việc là họ đòi hỏi. Thì trước khi mà đi vào trong cái căn nhà này để Lê Trung cúng kiến cho cái vị vong linh này á, thì sẵn trên cái video này Lê Trung cũng xin phép nói một cái vấn đề này luôn. Thì trong lúc mà Lê Trung đang ở trên bệnh viện á, để mà lo cho vợ của Lê Trung sanh đó cả nhà, thì có một thanh niên gọi cho Lê Trung. Mới ban đầu là kết bạn Zalo thì Lê Trung không kết bạn, tại vì Lê Trung rất là ngại vấn đề mà va chạm đó. Thì sau khi mà Lê Trung không kết bạn thì anh ta mới là trực tiếp lấy cái số điện thoại của anh ta để anh ta gọi cho Lê Trung. Và anh ta có dùng rất là nhiều những cái ngôn từ, những cái lời lẽ và nó không phải của con người cả nhà. Nó đã sát phạt đã đó. Nói chung là đã khủng bố tinh thần của Lê Trung rất là nhiều. Thì trong lúc đó thì Lê Trung đang rất là lo lắng cho vợ con của mình, là lo lắng sự an toàn của vợ của Lê Trung trong lúc đang sanh con mà lại gặp cái tình trạng đó. Thật sự là Lê Trung rất là khủng hoảng luôn cả nhà. Đó, Lê Trung tắt máy thì anh ta cứ điện liên tục đó. Rồi sau khi mà Lê Trung tắt máy xong á, thì Lê Trung mới đi vào. Cũng nói chung là khi mà bị tấn công như vậy, bị khủng bố như vậy thì tinh thần nó cũng không được ổn định lắm đó. Thì qua ngày hôm sau Lê Trung đã ổn định tinh thần thì Lê Trung mới vào cái số điện thoại đó. Lê Trung mới lấy đem lên Zalo, Lê Trung kẹp vào trong Zalo, Lê Trung xem thử thì anh ta có một cái người mẹ già đó, và ở trong một cái căn nhà là lá. Thì Lê Trung nhìn thấy cái cảnh anh ta chụp, anh ta có lúc đó là anh ta tặng cho mẹ của anh ta một cái đó, một cái bó bông đó. Thì Lê Trung nghĩ là anh ta đã biết anh ta đối với mẹ mình như vậy, tặng bông đồ này kia cho mẹ, có phải là xuất phát từ tấm lòng của anh ta hay không đó. Nhiều khi á Lê Trung đi làm như thế này cũng đâu có ảnh hưởng tới anh đâu. Anh Lê Trung gọi tên thẳng anh luôn, là anh tên là Lê Vinh đó. Lê Trung sẽ kẹp luôn cái hình của anh là ở trên Zalo của anh lên cùng với mẹ của anh luôn đó, cho anh biết, cho cái mặt của anh biết. Anh có một người mẹ, Lê Trung nhìn thấy là cũng lớn tuổi rồi đó. Anh cố gắng anh tìm cách nào đó để mà anh đi làm, anh kiếm tiền anh nuôi mẹ anh đi. Nếu mà anh đã không có đủ cái đầu óc á để mà làm kiếm tiền nuôi mẹ thì anh hãy an phận thủ tường, anh hãy cố gắng tu tâm dưỡng tánh của anh để mà anh tích phúc đức cho mẹ của anh đi. Mẹ của anh đã bao nhiêu tuổi rồi, tôi thấy mẹ của anh rất là già, rất là lớn tuổi rồi, nhưng mà mẹ anh vẫn ở trong một cái căn nhà tọt tẹp vậy. Anh không lo cho mẹ anh mà anh đi lo cho tôi làm gì? Anh chửi bới tôi làm gì? Anh trù dập gia đình tôi làm gì? Đó.
ngày hôm nay em sẽ cho anh lên trên trang mạng này luôn. Thấy anh Vinh ha. Đó, sau khi mà anh xem được cái video này á, thì làm ơn thức tỉnh nha anh. Làm ơn mà anh đi tìm cái việc làm đi, để mà anh cố gắng anh tìm cái đồng tiền đó, để mà anh sửa sang cái nhà lại cho mẹ anh đi, để cho bà ở trong cái căn nhà cho nó đàng hoàng xíu. Đó. Chứ anh thay vì cái thời gian mà anh đi mà anh sân si với tôi đó, anh đi chửi bới tôi đó, cái thời gian đó để anh đi làm kiếm thêm vài ngàn, vài chục ngàn, thậm chí là trong giai đoạn đó anh chịu là anh có thể kiếm được vài trăm ngàn đó. Anh lo cho mẹ anh đó có một cái tuổi già cho nó tốt chút xíu, lo cho bà đi. Ở đây thì tôi không cần anh lo cho tôi, và tôi cũng không bắt anh đó là phải để ý tới tôi làm gì hết á. Việc anh thì anh làm, việc tôi thì tôi làm. Tôi đâu có bắt anh tin là tôi làm như vậy là có thiệt hay là có là giả gì đâu. Mà anh xem được thì anh xem, anh tin được thì tốt. Anh tin để mà tôi không có ép anh là tin để mà tôn thờ tôi làm thầy làm bà. Tôi chỉ cần anh tin là trên đời này có Phật thầy, có ma quỷ hiện hữu. Nó ma quỷ có từ đâu? Ma quỷ có từ lòng tham sân si của chúng ta. Nó vì vậy tôi khuyên anh, tôi làm thật sự tôi làm những cái video là tôi cảm thấy khuyên những người như anh đó, hãy cố gắng tu tâm dưỡng tánh của mình để mà tích phúc đức cho cha mẹ già của mình, cho con cái của mình, cho vợ con của anh. Tôi đâu có bắt buộc anh tin là tôi làm này là có thật đâu. Tôi đã nói rất là nhiều trong những cái video của tôi mà. Tôi nói nếu mà tin thì được thì tốt, còn không tin được thì cứ coi như là một bộ phim đó để mình xem giải trí. Còn nếu mà tin được á, mình tin là có Phật thầy, có ma có quỷ á, đó rồi coi mình xem để mình biết được cái lực nhân quả nó xảy ra như thế nào. Đó, mình xem để mình biết được cái việc đó làm như vậy là đúng hay là sai, làm như vậy là nó sẽ bị một cái hình phạt gì để mà mình hạn chế, mình ít làm lại. Đó, tôi cũng đang giúp anh đó, tôi nói thật sự tôi đang giúp anh đó. Mà anh là con người của anh, bởi tôi nói thật sự anh cũng lớn tuổi, tôi nhìn thấy thì anh cũng chắc cũng tầm hơn 30 tuổi rồi. Mà anh còn không lo cho cha cho mẹ của anh được cái nơi ở cho nó đàng hoàng nữa, mà anh lo anh đi sân si với tôi làm gì. Nói thật sự em nói với anh Vinh à, anh nên cố gắng đi kiếm tiền để nuôi bà đi. Em thấy bà thì chắc cũng là không được khỏe đó. Anh lo anh đi chăm sóc cho bà đi. Thời gian mà anh đi chửi mắng, chửi bới em á, anh khủng hoảng, khủng bố em đó. Anh trù dập gia đình em đó. Cái thời gian đó anh đem đi lại chăm sóc cho bà, nấu cơm, giặt quần, giặt áo cho bà, giúp cho bà làm công việc đi. Rồi rảnh nữa thì mình đi làm công việc gì đó. Mình không có đầu óc á, mình không có đầu óc để làm cái việc nào đó nó cho nó nhiều tiền á, thì mình lấy cái sức mình ra đi làm anh. Anh làm anh không lo làm, cha mẹ của anh không lo, anh lo cho tôi làm chi. Rồi thì quý ông bà cô chú anh chị, nói thật sự á, thì nói chung quá bức xúc với cái anh Vinh này, cho nên á là nói chung mới nói hơi nhiều. Như cả nhà mình biết thì mấy ngày hôm nay thì Lê Trung là cũng là đang trong cái giai đoạn mà hạnh phúc nhất của đời của Lê Trung, là tức là Lê Trung đã có thêm một thành viên mới trong gia đình. Ngay cái ngày mà Lê Trung là đón thành viên mới lại bị trù dập như vậy, thì theo như cả nhà có nói không? Thậm chí Lê Trung là Lê Trung không có Lê Trung không có chửi bới, Lê Trung không có dùng những cái hành động nó phản cảm đối với anh. Nhưng mà đặt thí dụ như không phải là Lê Trung gặp người khác đi, có nhịn anh như vậy được không? Khi mà anh trù dập gia đình của người ta, có nhịn anh được không? Em mong rằng là anh cố gắng thức tỉnh đi anh. Cố gắng thức tỉnh đi, đừng có vô minh nữa. Vô minh cũng nhiều rồi, mình thức tỉnh đi. Rồi thì bỏ chuyện đó qua bên nha cả nhà. Thì bây giờ
quay lại với cái chủ đề của video ngày hôm nay á, là Lý Trung đến đây để giúp đỡ cho cái vị vong linh mà đang hiện hữu trong căn nhà này, để giúp cho cô ấy có được một bữa ăn. Bữa nay Lý Trung cũng có mua mớ tôm nữa nha. Nói chung thì Lý Trung ngày hôm nay á, Lý Trung cũng còn đang chăm sóc vợ ở trển, nhưng mà Lý Trung bỏ Lý Trung đi về đây nè, Lý Trung giúp cho cái vị này, tại vì lỡ hứa với cô ta rồi, không giúp thì nhiều khi mình mất lời hứa. Rồi nhiều khi á, là Lý Trung đã đăng cái video lên rồi, sợ các vị pháp sư xấu á, họ tìm đến để họ bắt cô ấy đi thì mình lại mang một cái nghiệp, mang một cái tội nữa đó. Thì ngày hôm nay Lý Trung mới cố gắng Lý Trung đi về đây. Thì trên từ Sài Gòn Lý Trung đi 8 giờ sáng mà Lý Trung đi về tới dưới nhà Lý Trung ở đây là 2 giờ chiều. Hai giờ chiều rồi là thật sự là Lý Trung rất là mệt mỏi luôn đó. Rồi Lý Trung phải lo chăm sóc cho bé trai lớn của Lý Trung nữa. Lý Trung cũng được hai đứa nha, đứa lớn thì cũng đã 10 tuổi rồi, thì cũng chăm sóc thêm cho nó được, để cơm nước cho nó, rồi xong rồi Lý Trung mới đi đó. Thì đi mua tôm nè, đi mua tôm rồi xong rồi về là luộc xong rồi mới sửa soạn đồ mới đi cả nhà. đi vô tới người ta chui dướng vô trong cái cục lùm này đứt luôn tiêu cái quai ba lô nản thiệt chứ. Bây giờ sắp luôn chứ sao quải. Thôi bây giờ Lý Trung cũng sẽ phép kính mời cả nhà cùng với Lý Trung chúng ta sẽ tiến vào trong đây hết cả nhà. Sau những cái lời nói mà Lý Trung có nói với cái anh trai tên Vinh á, thì nhiều khi cả nhà mình nghe có thể là cho chói tai, hoặc là cả nhà mình nghe thấy không thích gì đó, thì Lý Trung cũng mong rằng á, thì cả nhà sẽ hiểu được cái tâm trạng của Lý Trung lúc đó cũng như lúc bây giờ. Rất là mong cả nhà mình hãy bỏ qua, xí xóa bỏ qua cho Lý Trung, để Lý Trung sẽ cố gắng tiếp tục trên con đường mà Lý Trung lựa chọn nha cả nhà. Dạ rồi, thì bây giờ Lý Trung đang tiến vào bên trong cái căn nhà hoang này cả nhà. Và Lý Trung cũng xin phép kính mời cả nhà cùng với Lý Trung chúng ta sẽ tiến vào bên trong đây để tìm kiếm cái vong linh của chị gái để mình cúng kiến chị cả nhà. Nói chung là ngày hôm nay nó vừa buồn và nó vừa bực. Mệt. Bữa đó mình mới lên thì mình thấy hình như là cô ấy cũng đứng phía sau cái cây này. Bữa nào cũng thấy. Cô này cũng chơi trò trốn tìm nữa lắm. Bữa Lý Trung đi ra làm sao thì cô đi ra làm trước, mà Lý Trung đi ra làm trước thì cô đi ra làm sao. Cô này cũng dữ lắm. Cây cối nó âm tầm ghê. Cái dừa như là mấy cái cây này nó bao trùm lên trên cái căn nhà luôn đó cả nhà. Bao trùm lên luôn. Gì bay vô lỗ tai trời. Ủa, bữa nay không lấp trước nữa. Bóp đứt cái quai khó quải, đứt thành quai rồi. Tiêu rồi. Đứt thì nó phọt phọt.
Bữa đó hình như là Lê Trung Thế xuất hiện từ trong đây ra nè cả nhà. Để mình coi thử. Không thấy trời. Kiếm ai vậy? Trời ơi. Kiếm cô chứ kiếm ai? Rồi nãy giờ đi đâu vậy? Tôi ở đây mà sao kiếm tôi đâu luôn trong đó? Ai biết đâu bữa đó thấy cô trong đây xuất hiện ra nè. Tôi tưởng là bữa nay chui vô đó nữa. Tôi vô đây tôi kiếm. Ủa bữa nay có đem đồ ăn tới cho tôi không? Nè. Nguyên hộp luôn. Ừ, đã dữ vậy. Đã không? Đã không? Quá. Rồi mấy bữa nay có đi đi đâu kiếm đồ ăn đủ gì không? Có chứ, mấy ngày rồi mà. Rồi có không? Tới cho tôi cũng phải đi kiếm chứ. Rồi kiếm có không? Có đồ ra, có ai cũng kiếm gì đâu có. Giờ đói luôn nè. Ồ, đói lắm hả? Gì nữa? Thôi vậy bây giờ để tôi cúng trước đi rồi dùng trước đi rồi tí xíu mình nói chuyện ha. Ừ. Rồi bây giờ cô chờ tôi xíu đi, cô ráng chờ tôi xíu nha. Tại nãy giờ tôi vô tôi kiếm cô, tôi tưởng đâu, tôi kiếm hoài không thấy. Rồi tôi tưởng nó cô đi rồi. Ê, nãy như cô bứt cái gì qua bóp tôi phải không? Tôi bị giỡn. Giỡn gì đứt luôn rồi nè. Dễ giá lợi chứ có gì đâu. Trời trời. Mai lợi. Mai lợi. Bà không mà ngon rồi, bà bứt của tôi rồi về bà kêu mai lợi. Bữa nay thì đem cho bà cũng hơi bị nhiều á. Một hộp tôm. À, một hộp cơm nữa, có cơm nữa nè. Ây da, trời ơi nó chảy tùm lum. Bữa nay là cúng cho bà hơi nhiều luôn rồi đó. Cơm rồi trái cây nữa nè. Đó. Không mà làm phước cho tôi đi để sau này tích cái đất cho con cháu chứ gì đâu. Trời, thiệt hay quá ha. Biết tích phước đức cho con cháu đâu nữa chứ. Bữa nay tôi không có cúng bánh nha. Bữa nay không có mua bánh. Tại mua trái cây với mua tôm với cơm hết tiền rồi. Không mua bánh nha. Trời ơi, nó nhiều rồi, đầy đủ lắm rồi. Nhiều đây là bạn phê luôn chứ đủ gì nữa. Tôi như đây tôi ăn còn 2 ngày. Rồi mấy bữa nay đi tới đâu kiếm ăn à? Tôi đi lúc mày mẹ dưới kia kè bón con. Không có ai cúng hết trơn luôn hả? Ai cúng hết trơn. Phải rồi, mấy tháng cuối năm này người ta ít cúng lắm. Có như đầu năm người ta cúng thịt xả xui rồi á. Cúng tâm tai rồi đó, đúng không? Tháng thì người ta cúng nhiều, còn có tháng người ta đâu có cúng đâu, cho nên tôi đi kiếm xa lắm, một có đồ ăn gì đâu. Ồ, thế thì để tôi khấn nguyện, tôi xin các ngài, các ông ở đây cho bà hưởng cái phần lễ này. Rồi bà ăn đi, rồi xíu nữa mình nói chuyện sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay đó con đến đây thì cũng có cái ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các cái vị vong linh đang trú ngụ trên cục thổ của các ngài các ông. Thì con cũng mong các ngài các ông hoan hỷ để cho cái vị vong linh này ra đây để nhận hưởng những phần lễ ngày hôm nay con mang tới đây để giúp cho cô ấy được no lòng ấm dạ hơn, đời đó lành đó. Nam mô Phật. Nam mô Phật. Phật. Rồi bây giờ tôi lui ra cho bà đi nha. Chút xíu nữa tụi giờ tôi nói chuyện nha. Mình đấy, mình ngồi xuống mình nói với được.
quấn cho nhiều hơn luôn. Mình đói rồi, mình ăn cơm trước mới được. Tôm luộc ngon quá à.
Ai, xin chào nha. Sao rồi, nãy giờ ăn uống đồ thấy sao, ngon không? Ngon. Đúng ý không, tôm luộc vậy ngon không? Đúng rồi đó. Luộc nước. Những lần trước đó, tôi đi kiếm ăn, người ta cúng ơn ngay bà nó tư, người ta cúng tôm luộc vậy nè. Ờ, tôi luộc vậy mà ngon, ngon bằng này không? Tại cái này tôi luộc khác mấy người đó đó. Cái này ngon hơn. Phải không? Tại cái kia người ta luộc, người ta cúng, người ta cũng ít luộc bằng nước dừa đồng kia lắm, còn này tôi luộc nước dừa nè. Nhìn nó thơm quá trời luôn à. Ừ, rồi cam sao, ăn được không? Cam cũng được. Ừ, cơm, còn cơm này nè. Cơm cũng được, cũng ngon. Ừ, rồi vậy là tức là giờ là ăn no hết rồi đúng không? Đúng rồi, tôi ăn no rồi đó. À, rồi bây giờ ăn no xong rồi, bây giờ mình tâm sự một xíu hen. Được không? Được. Ừ. Rồi cô tên gì? Tôi tên là Thấm. Thấm hả? Rồi cô mất lúc bao nhiêu tuổi vậy? Cô mất lúc 19 tuổi. 19 tuổi. Rồi mất cách đây lâu chưa? Cách đây được 8 năm rồi. 8 năm à. Rồi quê của cô hồi trước khi mất á là cô ở đâu? Quê của em ở Bạc Liêu á. Quê Bạc Liêu hả? Rồi cái nguyên nhân nào mà khiến cho cô mất rồi cô vất vưởng lang thang tới tận ở trên Đồng Tháp này dữ vậy? Có cái sự tình gì nó quẩn khúc không, cô có thể kể cho tôi nghe được không? Kể ra dài dòng lắm anh. Thì cô cứ kể đi, thì dài thì tôi nghe dài. Tôi nghe, cô cứ kể đi, tôi ngồi tôi nghe. Chú của em mất. Là hồi đó em cũng đi làm ở trong xóm gì nè, ai mướn gì mừng nấy gì đó. Ừ. Có cái người thanh niên đó đó, mà mỗi lần đi ngang nhà của anh ta thì anh ta chặn xin lỗi, anh ta chọc ghẹo đồ này kia vậy đó. Ừ. Em đâu có thích anh đâu. Cứ hết chứ lần nào đi ngang anh cũng chặn lên ghẹo treo đồ này kia vậy đó. Em thì em từ chối, em đâu có nói là thương anh đâu. Ừ. Mà anh nói là anh thương và yêu đồ nữa, cho nên là em ghét dữ lắm. Nó đi làm trên cái hướng đó là lúc nào cũng bị hết trơn. Ờ. Không biết sao mà anh canh hay thì chứ. Canh sẵn hay gì đấy. Rồi biết cái thời gian em cũng làm trên đó nữa, em làm cái xóm dưới. Ừ. Làm dưới vậy đó. Không có đâu, em cũng chặn đường ở dưới nữa. Cũng chặn đường ở trong cái cụ chuối á. Ờ. Chặn ông chọc kẹo, nói tiếng thương nhớ đồ, hôm nay không có đi lên. Lên đường của nhà anh giờ anh nhớ quá, anh giờ anh đi xuống đây anh ngắm em cho đỡ nhớ nè. Trời ơi. Tới cái đó luôn đó hả? Ủa thì em cũng không quan tâm gì hết. Có gì mà em chủ ý lắm. Ừ. Tại vì em không thích mà. Mà cứ hở ra treo đùa chọc ghẹo làm chi vậy? Ừ. Em đâu có cảm tình đâu. Không tháng sau vậy đó. Ừ. Cái á, đi lên sớm ổng em làm, nhưng mà ổng không có chặn nữa. Rồi em đi xuống cái sớm dưới làm, ổng cũng không chặn nữa. Ồ, là lúc đó là nó. Lúc đó là em tưởng là ông thẻ rồi. Không có kỳ đà cắn mũi nữa. Ừ. Đi làm gì mệt cũng chết luôn rồi, còn đứng chọc ghẹo đồ này kia không cho đi. Ừ. Hồi cái bữa đó em đi làm trên cái sân trên á. Ừ. Về tối cũng 7 giờ mấy rồi. Tại lỡ buổi á. Ừ. Người ta kêu làm thêm đi, người ta tính tiền thêm. Rồi về tới lúc đó cái khúc đó, khúc đó cũng vắng nữa, không có đèn đốt gì hết trơn á. Ồ. Rồi sao em đi ngang á, tự nhiên có cái bóng đen nào nhào ôm em. Trời.
cơm em cái gì. Thiên em vô cái bụi chuối đè em xuống. Là cái anh đó đó hả? Phải không? Em không biết, mới đầu em không biết. Nhưng mà một hồi đè em rồi cái sờ soạn đồ khắp người em vậy đó. Rồi cái lọt đồ của em ra. Rồi cái lúc đó có thêm hai người nữa. Trời ơi. Là ba người luôn. Thêm hai người đàn ông nữa. Đè hai cái tay em như đè hai cái chân em. Còn cái người kia lọt đồ em ra. Rồi sao nữa? Rồi cái lọt đồ em ra xong cái đè em cưỡng hiếp em. Trời ơi. Là ba người thay phiên nhau cưỡng hiếp em vậy đó. Là cái vợ cuối cùng là cô biết cái người cưỡng hiếp cô lại không? Biết chứ. Là ai? Họ cưỡng hiếp xem xong rồi á, họ mệt nhừ á, họ nằm xuống đó đó. Lúc đó thì em đuối lắm. Em cũng đau đớn vậy lắm. Nhưng mà em đuối sức nữa em tính chạy mà em chạy không được. Rồi em nghe tiếng ở trong đó đó. Là thì ra là anh ta, cái anh mà chặn đường gặp chọc ghẹo em đó. Trời ơi. Nói á, tụi bay sướng không? Tao sướng nè. Ủa cần hổm hổm gầy. Tao chặn đường tao ghẹo nó mà nó không khoái, tao không biết tao. Bây giờ tao đè tao hiếp dâm nó cho bỏ biết. Nay tao ngủ thêm hai bay nữa cho hai bay biết thế nào là sướng, thế nào là biết mùi gái. Là anh ta nói với hai người đi chung với anh ta là vậy đó hả? Đúng vậy. Rồi cái lúc đó nữa em hoảng hồn quá. Em hốt đồ em mặc rồi. Rồi em tính chạy nhưng mà chạy không kịp, một trong ba người ôm em đè em xuống, làm cái mặt của em đập xuống cái bệ đất một cái rầm luôn. Em đau lắm. Rồi họ lột đồ em ra, tay phiên em cưỡng hiếp em lần nữa. Trời ơi, là ba người đó là làm hai lần luôn hả? Đúng vậy. Mới đầu thì em cũng la dữ lắm, nhưng mà người bụng miệng em với là dịnh tay dịnh chân em la không được. Còn lần thứ hai này cũng vậy nữa. Em la lên, bớ người ta cứu tôi với, con người kiểu hiếp tôi, con người hiếp dâm tôi. Nhưng mà em la trong vô giọng rồi, tại vì á cái bàn tay có cái người đó nó bự lắm, bụm cái họng em lại, bụm miệng em lại, cho nên là em không có la được. Rồi em hỏi thấy em giải dụa rồi được cái em chống cự đồ dữ lắm á. Rồi cái một trong ba người á bóp cổ em, hồi em ngập thở em bất tỉnh luôn. Rồi họ tưởng đâu là em chết á. Rồi họ mặc đồ cho em trả lời. Rồi em nghe ba người thì thầm với nhau. Trời ơi, nó chết rồi tụi bay ơi, làm sao bây giờ? Vui nếu mà để công an biết được một cái là tử hình luôn. Ở tù một giống luôn. Rồi một trong ba người nói hả, giờ tao có kế này nè tụi bay, bây giờ mấy đứa mình phi tang đi, phi tang xác nó đi, chứ để công an mà biết được thì chết cả lũ. Rồi á họ khiêng em á, họ giục xuống cái mé gặn về nước á, cặp mé sông á, lúc nó đang nước lớn nữa. Là lúc đó được có tỉnh chưa? Lúc đó em chỉ mơ mơ màng màng à. Em chưa có tỉnh nữa. Rồi họ giục em xuống đó hả, họ lấy cái bẹ là dừa nước á, họ gài em dưới á, rồi em đâu có lên được đâu. Em giải dụa dữ lắm rồi em ngợp nước em chết luôn. Trời. Rồi sau khi chết rồi sao, đúng ra thường là người là chết nước là người ta đâu có lên bờ được, mà sao cô lên bờ được? Cô quán hận mấy người đó dữ lắm hả? Em quán hận dữ lắm. Cho nên em đi tìm họ để trả thù nhưng mà không có gặp được họ. Không gặp được rồi lang thang tới đây luôn. Đúng vậy. Từ Trà Vinh mà lên tới đây cũng xa lắm chứ không phải gần đâu. Rồi lúc đó thì cô có chồng con gì chưa? Chưa, lúc đó em còn con gái. Còn con gái luôn hả?
Rồi thì có bạn trai gì chưa? Chưa, ở đó em chỉ lo làm thôi, làm về phụ giúp gia đình nè. Tại còn mấy đứa em nhỏ nữa. Đúng rồi, thì nếu mà có bạn trai của cô thì chắc anh ta cũng không dám ghẹo chọc cô đâu đúng không? Thường thì ở dưới quê thì đâu ít có vụ mà có bạn trước lắm đúng không? Đúng rồi đó anh ơi. Thì bây giờ như vậy đi thấy cô ha. Nói chung á là khi mà nghe được cô kể về cái vấn đề của cô á, cô bị ba tên nó làm như vậy đó với cô, thì tôi cảm thấy nó cũng khá là thương tâm, khá là đau xót cho cái hoàn cảnh của cô. Nhưng mà tôi cũng xin phép tôi nói với cô như thế này. Cái vấn đề bây giờ á là cô đã là hồn ma bất phượng rồi. Đúng không? Đúng vậy, giờ em là chân hồn em dắt dưỡng lang thang chỗ nào em cũng đi tới hết trơn. Lúc còn sống á, mà mình cô không có khéo léo để mà cô xử lý được cái vấn đề. Tại vì thay vì á cô cứ đi luồn tuôn như vậy, thì trong khi cô bị cái anh kia nó ve vãn như thế đó, thì cô có thể là tìm cách để tránh né anh ta, hoặc là cô có thể là nếu mà đi đâu đó thì cô cũng có thể là đi thêm một hai người nữa để cho an toàn. Tại vì mình là thân gái mỏng manh mà, mình cứ đi một mình vô những cái nơi mà rậm rạp như vậy thì nó cũng khá là nguy hiểm. Tôi không nói hẳn luôn là không nguy hiểm về cái vấn đề của ba anh đó, khi mà xảy ra rồi tôi mới nói. Thật sự ra một người con gái như cô mỏng manh như vậy mà đi vào những cái khu rừng thì nó, cô tự nghĩ thử xem nó có nguy hiểm hay không đó. Biết bao nhiêu cái nguy hiểm rình rập mà cô lại một thân một mình đi vào trong một cái con đường rậm rạp như vậy. Là cái thứ nhất đó. Cái thứ hai nữa thì bây giờ cô cũng đã trở thành một cái hồn ma bất phượng rồi đó. Bây giờ cô ôm uất hận rồi, cô tìm họ, cô tìm cách để cô trả thù họ, nhưng mà cô có trả thù được đâu đúng không? Đúng vậy, em kiếm hoài nhưng mà không gặp được họ. Phải gặp được họ là họ tới số với em rồi. Thì đó, thì bây giờ là cô cứ ôm cái nỗi uất hận của mình, rồi cô oán hận họ, cô hận thù họ. Nhưng mà cô thấy đó, bao nhiêu năm nay cô đã làm gì được họ đâu. Rồi tất cả những cái vấn đề hiện bây giờ cô đang gặp là đói nè, lạnh nè, sợ hãi nè, nguy hiểm nè. Tất cả những vấn đề đó hiện giờ là cô đang nhận lấy, chứ đâu phải những anh kia ra, những cái anh mà đã làm chuyện đó với cô mà nhận lấy đâu đúng không? Đúng vậy. Thì bây giờ coi như cô thấy đó, chỉ vì mà cô ôm quá nhiều uất hận rồi á, cô là mà tìm mọi cách để cô trả thù. Đó, khi mà cô hận, uất hận nhiều như vậy thì nó sẽ tích tụ âm khí, tích tụ oán khí là rất rất là nhiều. Vì vậy á, sẽ khiến cho cô không thể nào siêu thoát được. Và sẽ là khi mà cô ôm uất hận như vậy nhiều quá đó, dần dần cô sẽ bị đọa vào ngã quỷ. Khi mà đọa vào ngã quỷ không có người giúp đỡ cho cô thì càng ngày cô sẽ càng hung hăng, càng tàn bạo. Khi mà đạt tới cái mức đỉnh điểm của cái sự tàn bạo và tàn ác á, thì cô sẽ bị tiêu diệt. Tôi nói cô hiểu không? Hiểu. Đó. Đó là một cái thứ hai. Và cái thứ ba đó, cái thứ ba là sau khi những cái người đó đã thực hiện cái hành vi như vậy đối với cô, thì trước hay sau gì thì họ đều phải trả cái giá của mình. Cái giá thứ nhất là sẽ bị pháp luật trừng trị. Cái thứ hai nữa thì bề trên sẽ soi xét cái hành vi của các anh đó để mà phạt các mấy anh đó. Thì có thể bây giờ cô đang bất vượng ở đây, cô đang hận thù mấy người đó, nhưng mà hiện bây giờ các người đó đã bị đọa xuống là 17, 18 tầng địa ngục ở dưới rồi. Đó, cái đó là tham sắc dục, ham sắc dục đó. Đó, cái tội đó rất là nặng nha. Trong nhà Phật á, là cái có một điều cấm là cấm sắc dục á, cấm kỵ hoàn toàn á. Đó, cho nên là cái việc mà những cái người đã thực hiện cái hành vi đó với cô á,
thì tôi nói thật với cô là không có đường nào mà chạy được hết á. Không có đường nào chạy với pháp luật là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là không có bao giờ mà chạy được với bề trên hết. Cho nên là bây giờ cái tóm lại sau bốn cái ba cái nguyên ba cái điều mà tôi vừa nói với cô đó, thì tôi tóm lại một câu như thế này nè. Chỉ vì cô muốn ôm cái nỗi uất hận của mình để mà trả thù đó, nhưng mà sau khi mà cô ôm những cái đó lại thì cô tất cả những cái đau khổ trên cái cõi trần này, cõi ta bà này là cô đã hưởng hết. Vậy thì tại sao cô không buông bỏ để mà cô đi về chùa, về núi cô tu để cho cái lòng của mình nó thanh tâm nè, nó thảnh thơi nè, nó an nhàn, mình buông bỏ hết tất cả những cái gì đã xảy ra đối với mình đó. Buông bỏ hết để mình sẽ bắt đầu lại một cái tương lai mới. Mình bắt đầu cái tương lai mới vào cái vấn đề là học Phật, học Pháp, học luật nhân quả, học đạo lý làm người. Thì sau khi mà mình học hết toàn vẹn hết tất cả những cái thứ đó là bắt đầu mình sẽ tu tâm, dưỡng tánh, tu hiền, tu lành, tích phúc đức của mình. Khi mà tích đủ phúc đức á, thì bề trên sẽ soi xét cho cô trở thành một cái kiếp người mới. Mà ở cái kiếp người mới này, sau khi mà cô đã tích đủ phước đức rồi, cô đã tu tâm dưỡng tánh đầy đủ hết rồi, cô đã học đầy đủ, học Phật, học Pháp, học luật nhân quả, học đạo lý lẽ sống đó, học đầy đủ hết rồi, thì tất nhiên là ở kiếp người tiếp theo thì cô sẽ được là sung sướng nè, thảnh thơi nè, an nhàn nè, thanh tâm an lạc. Mất gì mà mình không làm mà mình lại đi hận thù, uất hận, oán hận rồi trả thù nè, nói chung là nhiều vấn đề của cô bây giờ. Tại sao mình lại ôm giữ những cái này, rồi mình lãnh thêm, mình ôm giữ cái này đã rất là khó chịu rồi, đi khắp nơi để mà tìm cái này trả thù, bây giờ không biết nó ở đâu nè, bây giờ đi tìm nó thì trả thù nè, bây giờ nó hại mình như vậy nè, mình cỡ nào không phải đi trả thù, không trả thù không được, có ngàn suy nghĩ việc trả thù đó. Cô thấy khổ chưa? Đó là cái khổ thứ nhất. Cái khổ kế tiếp thì như lúc nãy tôi đã nói với cô là ăn uống không có, nó sống những cái nơi tăm tối lạnh lẽo, nó rồi lại sợ hãi nguy hiểm. Sợ hãi ở đây thí dụ như bây giờ cô gặp, thí dụ như giờ cô gặp bất cứ một cái người nào có pháp thuật, có linh lực đi vào là cô đã rất là sợ rồi, đúng không? Đúng, tôi sợ. Đó là cái sợ hãi thôi. Đó chỉ là mới cái sợ hãi thôi. Còn cái nguy hiểm của cô ở đây, tôi đâu muốn nói với cô, hiện tại trên cái cõi ta bà hiện nay, cái việc mà nuôi bùa nuôi ngải nó nhiều, nó tràn lan rồi. Cho nên khi mà cái vấn đề mà nuôi bùa nuôi ngải nó tràn lan như vậy rồi đó, thì cô biết là rất nguy hiểm đó, phải không Linh? Không, tại vì khi mà họ nuôi những cái bùa ngải đó để mà có cái pháp lực cho thiệt mạnh, luyện cái lá bùa phải ấn vô cái người của người đó là phải là làm cho bằng được, thì họ phải bắt những cái vong linh họ về, họ luyện nó về, bắt đầu là họ sẽ dùng những cái thuật của họ để họ đàn áp cái vong linh đó, cho cái vong linh đó tăng cái độ uất hận, cái oán hận lên ngút trời luôn. Xong họ sẽ đưa cái phép họ vào để mà họ dưỡng lại, họ kiềm chế lại cái uất hận đó cho cái vong linh. Thì sau khi mà như vậy, cái vong linh sẽ rất là nghe lời đó, nghe lời sai khiến của ông ta, làm rất là nhiều những cái tội ác. Cho nên nó là khi mà sự mình đã là vong linh mà mình đã làm nhiều tội ác như vậy rồi thì cô biết rồi, lâu ngày thì nó đọa vào ngã quỷ, thì trước sau gì cũng bề trên cũng cho người xuống tiêu diệt. Thì bây giờ cái vấn đề ở đây là bây giờ như tôi nói gì nãy giờ, cô hiểu chưa? Vấn đề nãy giờ tôi nói cô nghe kịp không? Hiểu, không hiểu rồi.
Xin lỗi tôi nghĩ từ hồi lúc mà tôi mất tới giờ tôi cứ nghĩ là tìm cách nào để trả thù báo thù không à, cho nên tôi không có nghĩ tới việc mà buông bỏ. Hay tôi được gặp anh chỉ dạy cho tôi, anh nói tôi những điều hay nó phải, cho nên tôi buông bỏ hết, tôi không còn hận thù nữa. Đúng, nếu mà cô nghĩ được như vậy là cái giác ngộ của cô rất là cao. Và cái giác ngộ, đối với cái giác ngộ của cô như thế này, thì khi mà cô về chùa để mà cô học thì nó sẽ rất là nhanh hiểu, nhanh giỏi và nhanh nắm bắt được tất cả những cái đạo luật, những cái đạo lý, những cái phật pháp mà ở đó sẽ có những cái vị sư tăng á truyền pháp giảng kinh hàng ngày đó. Với cái độ giác ngộ của cô thì tôi nghĩ là cô học sẽ không bao lâu mà là cô sẽ tích đủ phước đức thôi. Mà học cái gì mới được chứ tôi đâu có biết học cái gì đâu. Thì bây giờ tôi biết là hiện bây giờ cô không có biết được cái vấn đề đó là học là như thế nào, và cô cũng không biết được là phải làm như thế nào và phải đi như thế nào, rồi thậm chí đi về đâu tôi biết hết. Tại vì hiện tại bây giờ tất cả các cái vị vong linh nào cũng vậy, họ không còn cái hồn khôn nữa. Nếu mà người nào may mắn lắm á, thì cũng còn 1, 2, 3 hồn thôi, còn 7 hồn kia là đã bị mất rồi, đã bị đánh bay đi hết rồi. Cho nên á, khi mà về tại những cái ngôi chùa đó, các sư tăng ở đó người ta sẽ khai mở trí tuệ. Khai mở trí tuệ là sao? Là thu lại cái hồn khôn lại cho các cái vong linh, là kiểu như là thí dụ như vong mất hết cái hồn khôn rồi thì sẽ lấy lại đủ cái hồn khôn cho vong để vong tiếp tục tu học. Như vong mất 7 cái hồn khôn thì lấy lại 7 hồn khôn đó. Thì hàng ngày các sư các thầy sẽ có cái trách nhiệm của họ là làm như vậy đó. Rồi hàng ngày cũng sẽ có người cúng kiến bánh trái cơm nước, chứ không có tôm nha. Tôm này đặc biệt là ở chùa là không có nha, chỉ có cơm chay, bánh và trái, nhang nước đó. Cô đó là chỉ việc về đó cô ăn rồi cô học, cô ăn rồi cô học, sướng gần chết không chịu. Vậy là có ăn có uống đồ đầy đủ luôn hả? Chứ sao, có ăn có uống đầy đủ hết. Thích quá à. Thích không? Thích. Thích rồi bây giờ đi tu không? Vậy chứ, có ăn có uống đầy đủ là tôi đi nha. Chứ tôi không có lỡ lang thang ở cõi này nữa đâu. Mà quan này tôi khổ dữ lắm. Mà quan trọng cái á, có ăn có uống xong rồi mình phải còn có học nữa. Mình học giỏi mình sẽ sớm được đi về chùa tu. Nếu mà học giỏi nữa thì mình sẽ được bề trên sắp xếp cho mình đắc đạo, rồi là trở thành những cái nhân vật có thể là đi cứu độ chúng sinh. Tôi không nói là trở thành cái gì, tại vì nhiều khi tôi nói với cô thì sợ cô sẽ nói là sau khi mà cô tu, cô muốn thành vậy mà sao mà tu hoài tu không được. Đó là còn tùy vào giác ngộ đó nha. Còn về việc mà tu thành cái gì đó thì về khi mà về đó thì cô sẽ biết. Tôi biết rồi, cố gắng giúp đỡ cho tôi đi. Tôi về đó hả, tôi sẽ cố gắng tôi tu thành. Rồi bây giờ là chấp nhận đi đúng không? Đúng vậy. Buông bỏ hết chưa, buông bỏ hết những gì mà cô đã nhận phải chưa? Tôi buông bỏ hết rồi, tôi không còn thù hận nữa. Phải thật sự buông bỏ thì cô mới tu được nhanh. Chứ còn mà cô cứ giữ trong người ấy thì cô tu rất là lâu nha. Tôi biết rồi. Rồi bây giờ thì cô hãy chắp tay lên đi, rồi cô niệm thầm trong bụng á là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi, để tôi sẽ giúp cho cô đi. Cô cứ niệm liên tục như đây, chừng nào tôi đưa cô đi á, cô thấy cái luồng sáng thì cô đi theo nha. Dạ rồi, thì kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, ngày hôm nay khi mà Lê Chung quay trở lại cái căn nhà này để mà Lê Chung cúng cái tôm luộc cho cái vong linh của cái cô gái này cả nhà, thì Lê Chung lại tiếp tục nghe được vong linh kể một cái câu chuyện, nó phải nói là nó cũng khá là đau thương. Thì cái câu chuyện như thế nào thì cả nhà mình xem video thì cả nhà mình cũng đã nghe rồi, cũng đã biết rất là rõ rồi.
Thì Lê Trung cũng không muốn nhắc lại làm gì để xoáy vào cái nỗi đau của cái vong nữ này. Mới 19 tuổi thôi mà đã bị như vậy rồi thì cũng rất là đau khổ. Tại vì nói chung á, cái vấn đề là Lê Trung muốn khuyên răng cô ấy buông bỏ thôi, chứ thật sự ra thì cô ấy bị như vậy thì uất hận cũng rất là đúng. Nhưng mà đúng là đúng ở cái nghĩa đen thôi, chứ còn mà mình nói về cái nghĩa bóng thì nó không phải. Cho nên nó là thôi, về cái câu chuyện đó thì cả nhà mình xem và tự nhận định như thế nào. Còn Lê Trung thì chỉ khuyên cho vong, Lê Trung chỉ biết khuyên như vậy thôi, chứ Lê Trung cũng không biết khuyên như thế nào nữa. Nhưng mà cuối cùng thì vong cũng đã chấp nhận để mà Lê Trung giúp cho vong đi về chùa để vong tu. Hy vọng rằng là cái vong của cô gái này thì sau khi mà hiểu hết tất cả những cái chuyện như vậy thì sẽ cố gắng tu hành khổ hạnh để mà nhiều đời những kiếp tiếp theo sẽ không phải bị đọa vào cái cảnh là màn trời chiếu đất, phải nhận tất cả những cái nỗi khổ trên dương trần này. Rồi thì cái video ngày hôm nay Lê Trung cũng xin phép khép lại tại đây nha cả nhà. Một lần nữa thì Lê Trung cũng xin phép nhân dịp cái lễ Noel, Lê Trung cũng xin phép kính chúc cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị ha, những người đang yêu thương nè, rồi những người đang theo dõi, rồi những người đang đồng hành cùng với Lê Trung trong suốt thời gian qua, có một mùa Noel thật an lành và hạnh phúc với gia đình của mình nha cả nhà. Dạ, Lê Trung xin kính chào và xin phép được hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.